Chào tất cả anh em đã quay trở lại với cái channel của mình. Trong video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em nào mới làm quen Premiere cách cơ bản để anh em có thể gọi là key phông xanh ở trong phần mềm Adobe Premiere Pro trong vòng thời gian ngắn nhất và dễ nhất. Thì ở đây thì mình có sẵn cho anh em một cái file phông xanh rồi. Thì anh em chỉ việc vào phần mô tả ở trên kênh YouTube của mình, xong anh em download cái file này về để chúng ta tiến hành thực hành trong cái video này. Thì cái đầu tiên là sau khi anh em đã có một cái file phông xanh ở đây rồi, đây như này rồi, thì anh em sẽ chuột phải vào đây, anh em tạo cho mình một cái sequence mới đây. Nhà một cái sequence nó sẽ chứa cái file phông xanh của anh em. Thì thực ra thì để nếu nói về cái view phông xanh ấy, chúng ta sẽ có rất là nhiều các loại phông xanh, nhà phông xanh là cây đậm này, phông xanh là cây nhạt này, phông xanh nước biển này, vân vân và vân vân. Tuy nhiên thì cái phông xanh phổ biến nhất mà anh em sẽ thường gặp đó chính là phông xanh lá cây. Loại này là phổ biến ở Việt Nam và chúng ta sẽ làm việc rất là nhiều trong các studio ở Việt Nam thì chúng ta đều dùng cái phông xanh lá cây này là chính. Thì cái việc gọi là để key một cái video phông xanh thì nó sẽ bị chi phối với rất nhiều yếu tố ở cái file gọi là file video quay phông xanh mà anh em có. Thì thông thường thì chúng ta sẽ key dễ khi anh em có một cái file quay phông xanh nó sạch, tức là nó đủ sáng, đèn đóm đủ, người sáng đủ và tách được bề khỏi phông. Còn nếu như mà cái đấy của anh em ấy nó là một file phông xanh bị tệ thì đương nhiên là cái việc tách hay là xóa phông xanh đi nó sẽ khó khăn hơn rất là nhiều. Thì cái công cụ phổ biến mà chúng ta sử dụng để key phông xanh ở trong cái phần mềm Adobe Premiere Pro đó là cái công cụ Ultra Key. Anh em có thể vào Effect Control đây và Effect đây, đây anh em search cho mình cái cụm từ là Ultra Key ở đây, đây Ultra Key, thì anh em kéo nó xuống đây. Thì đây là cái effect mà để chúng ta key in một cách nhanh nhất ở trong cái phần mềm Adobe Premiere Pro. Chúng ta cũng vẫn còn rất nhiều các cái key in khác nữa, nhưng mà ở đây thì mình sẽ giới thiệu và hướng dẫn anh em cái loại gọi là đơn giản nhất để trong vòng chỉ vài phút thôi anh em có thể key xong. Thì cái giao diện của Ultra Key ở đây chúng ta sẽ có một cái tùy chọn đầu tiên là cái output, tức là anh em sẽ output ra composite, tức là cái giao diện video này, hay alpha channel tức là nền trắng này, và color channel tức là nền màu. Đây chẳng hạn thì bây giờ mình sẽ key cho anh em trước để anh em thấy. Thì anh em sẽ có một cái mục gọi là key color, anh em tích vào cái bút ở bên cạnh, sau anh em tích một phát vào đây thì anh em sẽ thấy là cái nền của anh em nó sẽ được tách ra như thế này. Đấy, tách ra như thế này. Thì cái nền này là mình có một cái nền transparent rồi. Thì làm sao để bật cái nền transparent này thì anh em sẽ vào cái color ở đây, anh em chọn cho mình cái mục transparent grid đây thì nó sẽ hiển thị ra cho anh em. Và anh em có một cái cách khác nữa để xem là liệu cái phần đối tượng anh em đang muốn tách ra khỏi nền phông xanh nó sạch hay chưa. Thì anh em chọn composite đây, anh em chọn alpha channel đây, thì anh em sẽ được nhìn thấy những cái vùng ở trên khung hình mà sau khi chúng ta key in xong nó chưa hoàn toàn sạch. Đây anh em thể thấy đây, nó vẫn còn dấu hiệu của màu đây. Còn đây là phân vùng đối tượng mà nó sẽ được tách ra khỏi nền. Thì bây giờ chúng ta sẽ có một số cái tùy chọn mục setting ở đây. Cái default tức là những cái thông số default mặc định ở trong cái máy này, chúng ta sẽ có một cái tham số gọi là relaxed, tức là những cái tinh chỉnh sẵn ý, những cái preset sẵn ở cái khu vực dưới này để anh em có thể tinh chỉnh các thứ. Đây chúng ta sẽ có aggressive đây. Đây thì anh em sẽ thấy sau khi tùy chọn cái mục aggressive này chúng ta sẽ có cái mức keying mạnh tay hơn đối với các cái nền. Đấy thì anh em sẽ thấy cái thông số ở phía dưới này nó thay đổi này. Đấy theo từng cái mức keying mà chúng ta áp dụng. Thì sau khi mình sử dụng cái aggressive này thì anh em có thể thấy là chúng ta sẽ có một cái khu vực một chút đây thôi bị màu đen. Thì ở đây mình sẽ tẩy bớt nó đi. Thì anh em sẽ có cái mục mask generation, đây là mục anh em làm việc nhiều. Anh em sẽ có cái đầu tiên là cái transparency đây. Đấy, tức là cái này nó sẽ thay đổi cái gọi là hiển thị của cái đối tượng ở trong khung hình. Đây thì mình sẽ bật cho anh em thành cái composite, anh em sẽ hình dung. Đây anh em thấy không? Cái transparency này. Đấy, nó sẽ tẩy bớt đi hoặc là nó làm cho cái đối tượng của chúng ta bị trong hơn với thông số mặc định ở đây là 40. Đấy, chúng ta có highlight, tức là chúng ta sẽ keying chỉnh các cái vùng sáng ở trên khung hình, shadow là để chỉnh những cái vùng tối. Và chúng ta sẽ có ở đây hai cái thông số nữa là tolerance. Đây chẳng hạn cái tolerance anh em thể thấy nó để nó tẩy bớt những cái phân vùng thừa đây. Đấy, anh em thấy mình kéo mắc chẳng hạn. Hay chúng ta có một cái thông số là Bethesda đây. Đấy cái Bethesda thì nó cũng dùng để tác động lên cái hình nền thôi. Đây chẳng hạn mình sẽ kéo Bethesda cái thì anh em thấy đúng không? Toàn bộ cái phông của chúng ta đã rất là sạch rồi. Đây alpha channel của chúng ta rất là sạch ở đây. Đấy. Thì đây là những cái thông số của mục mask generation. Còn đâu thì anh em sẽ có một số cái thông số khác như là mask cleanup, tức là có cái chốc này. Cái chốc này tức là gì? Cái chốc là để anh em có thể ăn vào cái người này. Đây, chẳng hạn như anh em key xong mà nó vẫn có viền. Anh em thấy không? Vẫn viền trắng thì anh em có thể tăng cái chốc này một chút để anh em loại bỏ cái viền trắng ở trong cái khu vực trên người này. Đấy, nó sẽ ăn vào người. Đấy.
Và chúng ta soften là để làm mờ cái khu vực xung quanh ở đây, và contrast là để tăng cái độ đậm nhạt ở trên những cái khu vực mà chúng ta keying nó chưa thực sự sạch thì sẽ tăng contrast lên. Midpoint cũng vậy, là để xử lý những cái vùng mà chúng ta keying chưa sạch, tăng nó lên thì nó sẽ xóa bớt đi. Còn đâu thì ở đây chúng ta có một số cái mục khác như là speed suppression này, hay là color correction, thì mình sẽ giới thiệu qua với anh em về cái mục color correction. Thế color correction này là để anh em có thể chỉnh lại màu. Đây, saturation chỉ là độ tươi của cái khuôn mặt của cái nhân vật ở trên keying. Bởi khi chúng ta keying thì thông thường đôi khi nó xảy ra cái hiện tượng được gọi là làm mất màu của đối tượng mà chúng ta định key, hay làm nhạt bớt đi. Chúng ta sẽ cân bằng lại nó bằng cái này. Hoặc trong trường hợp mà chúng ta bị cái màu da người nó bị lệch ý, nó bị ám xanh, thì anh em có thể sử dụng mục huê ở đây. Đấy, mục huê ở đây để tinh chỉnh lại cái màu da người theo cái gọi là tham số mà anh em thấy là phù hợp với cái mắt nhìn của anh em. Thì đấy là cái cách cơ bản và cách đơn giản nhất để anh em có thể tiến hành keying một cái file trong Adobe Premiere Pro chỉ trong vòng 5 phút thôi là anh em đã có thể làm được việc đấy. Thì đây là một cái video hướng dẫn rất là đơn giản dành cho những người mới bắt đầu biết đến Adobe Premiere Pro. Thì nếu anh em thấy cái video này có ích thì anh em đừng quên nhấn like, nhấn subscribe như tượng chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo của kênh. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những video lần sau.